Chào mừng các bạn đã đến với The Video. Which one will you choose? Nghĩa là bạn sẽ chọn cái nào? A. Scissors là kéo, ladder là bật lửa. A. Hammer là búa. B. Wooden bar là thanh gỗ. Cement buckets là sơ đẳng xi măng. Broken wood bar là thanh gỗ bị gãy. Remote control là móc xem TV. Big box là cái hộp lớn. Umbrella là dù, raincoat là áo mưa. Sofa có nghĩa là ghế sofa. Woven high chair có nghĩa là ghế gỗ cao. Flashlight là đèn pin. Tool là dụng cụ. Chicken toy là đồ chơi con gà. Chicken meat là thịt gà. Tower là khăn. Fan là quạt gió. Flashlight là đèn pin. Match là quay phim. Oxygen ventilator có nghĩa là máy thở oxy. Stair là cầu thang. Umbrella là dù. Tent là lều. Fishing rod là cần câu cá. Spear là cái xiên năm cá. Gun là súng. Meat là thịt. Pestle là cái chày. Lance là giáo, mát. Candy là kẹo, can là hộp. Fire, đống lửa. Firecracker có nghĩa là pháo. Radio nghĩa là cái máy radio. Candle là nến. Flashlight là đèn pin. Moon là mặt trăng. Bean là hạt đậu, gun là súng. Water gun là súng nước, bottle là cái
đình xin hãy cây nhầy. Shield là tấm chắn, mask là mặt nạ. Mop là tay lau sàn, sàn là mặt trời. Cage là cái lồng, hover là cái máy bay.